một làn da đẹp, một bóc dáng thon gọn đây chính là điều khiến cho chị em phụ nữ mình tự tin và những cánh mày râu bên cạnh chúng ta cảm thấy tự hào khi mà đi bên cạnh chúng ta. Dạo gần đây thời tiết rất là nắng nóng khiến cho làn da chúng ta bị thâm nám nhiều. Ngoài ra tình trạng nội tiết tố nữ không ổn định sẽ khiến cho chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa rất là nhiều Ngoài ra thì chúng ta còn bị áp lực bởi chu kỳ kinh nguyệt không đều, vón cục, thâm đen Và mọi người đừng lo lắng vì mình ở ngay đây rồi Và mình sẽ chia sẻ những cái cách để giúp cho chúng ta hồi phục ngay trong video này Đừng bỏ qua video này nhé xin chào tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh youtube cây thuốc của anh ta khá là lâu rồi mình mới quay trở lại và mình thực hiện một cái video thì dạo gần đây mình thấy thời tiết rất là nắng nóng mình sẽ cảm thấy là làn da chúng ta bị nóng nhiều hơn và rất nhiều chị em phụ nữ chia sẻ là dạo gần đây tuy là ở nhà thôi nhưng mà làn da chúng ta lại bị nám bị thâm rồi tóc khô gãy rụng rồi bị viêm nhiễm phụ khoa vấn đề liên quan đến chị em phụ nữ rất là nhiều cho nên là mình suy nghĩ rất là nhiều để mà mình ra cái video ngày hôm nay À, nếu như mọi người thấy video hay bổ ích thì đừng quên like và đăng ký để có thể xem thêm nhiều video hay hơn và sẽ là động lực để mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Cũng như là nếu như mọi người muốn mình chia sẻ video về cái bài thuốc gì thì mọi người hãy bình luận ở bên phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời hết mọi thắc mắc của mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái loại cây. Đây chính là cây bầu đất bầu đất này là bầu đất rừng và đây là một cái loại cây thuộc cây thân tím thì cây bầu đất này người ta thường dùng làm rau để mà sử dụng cho bữa ăn hàng ngày không biết là cái nơi mọi người ở sinh sống á, thì có cái cây bầu đất này mà mọi người sử dụng làm rau hay không nếu như có thì mọi người đừng quên bình luận bên phía dưới để mà mình cũng biết nhé Trước khi đến với cái cách sử dụng cây bầu đất này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cây bầu đất nó có tên gọi khác là gì Bởi vì tùy vùng miền nó sẽ có tên gọi khác nhau thì nếu như vùng này gọi tên khác, vùng kia gọi tên khác thì chúng ta rất là khó để mà sử dụng Cây bầu đất này còn có tên gọi khác là kim thất, nè rau lúi, rồi thiên khắc địa hồng, dây chua lè, rau bầu đất Cái rau này, cái cây thuốc này thì nó có vị đắng, thơm, tính mát Bầu đất nó không chỉ là một cái loại rau ăn mình vừa chia sẻ trên mà nó còn là một cái vị thuốc chữa bệnh Thì nó có những cái tác dụng rất là tuyệt vời, đặc biệt là những chị em phụ nữ không nên bỏ qua video này Bởi vì nếu như mọi người bỏ qua video này thì mọi người đã bỏ lỡ một cái bài thuốc cực kỳ quý luôn Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách chữa viêm bàn quang, khí hư, bạch đới Thì cái bầu đất này chúng ta sẽ sắc nước uống với bột thổ tam thất và ý dĩ sao với liều bằng nhau mỗi lần 10 đến 15 g uống ngày hai lần như vậy đó là cái cách giúp chúng ta hỗ trợ chữa viêm vàng quang nè khí hư và bạch đới rồi ngoài ra thì những cô chú anh chị nào bị đái tháo đường thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ rất là tốt ngày thì chúng ta nhai nuốt từ 7 đến 9 lá rau bầu đất này ngày dùng hai lần sáng và chiều chiều thì nó sẽ có tác dụng là điều hòa cái lượng đường trong máu rất là rõ rệt không gây phản ứng phụ và có thể kết hợp với các cái vị thuốc trị đáy tháo đường khác để mà mình sử dụng rồi đến với cái tác dụng rất là tuyệt vời giúp cho chúng ta điều hòa kinh nguyệt kinh nguyệt đang bị bóng cục thâm đen thì mình cũng có thể sử dụng nè rồi chị em phụ nữ đang có một cái tình trạng khí hư huyết trắng nhiều rồi mình muốn cải thiện cái nội tiết tố nữ nè giúp cho chị em chúng ta có làn da đẹp hơn phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa, những cái bệnh liên quan tới phụ nữ nè. Rồi giúp cho chúng ta có thể cải thiện được tình trạng kinh nguyệt không đều. À, những chị em phụ nữ đang bị kinh nguyệt không đều thì mình có thể sử dụng. Đặc biệt là cái bầu đất này nó còn cải thiện cái tình trạng khô hạn ở chị em phụ nữ nữa. Với những cái tình trạng như trên thì mọi người có thể sử dụng độc vị một mình cái bầu đất này. Chúng ta nấu uống hay trà hàng ngày. Chúng ta sử dụng như vậy á thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện nội tiết tố nữ nè rồi giúp cho chúng ta cải thiện tình trạng khô hạn ở chị em phụ nữ rồi cải thiện kinh nguyệt nè giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng kinh vón cục kinh thâm đen thì mình uống một thời gian như vậy thì nó sẽ cải thiện rất là rõ rệt mọi người lưu ý là chúng ta sử dụng cây bầu đất tím nha cả nhà cây bầu đất rừng và cây bầu đất rừng tím thì nó sẽ cải thiện rất là hiệu quả tuy nhiên á, thì những chị em phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú thì mình còn phải cẩn trọng trong cái việc điều trị. Và mọi người lưu ý là tránh nhầm lẫn cây bầu đất với cây mặt gấu bởi vì lá của nó khá khá là giống nhau. Nhiều nơi gọi cây bầu đất là cây mặt gấu. Do đó khá là nhiều cô chú anh chị nhầm lẫn cho nên là mọi người còn phải lưu ý. Nhiều chị em vùng núi sử dụng đây là một cái loại thảo dược để làm trà điều kinh rất là nhiều. Thì cho nên mọi người xem xong thì đừng quên chia sẻ về trang cá nhân để các chị em khác cùng xem và cùng sử dụng nhé. Nếu như mọi người thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.